Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Lội Ngược Dòng, một chương trình kể về câu chuyện của tất cả những người thành công trên thế giới. Họ quái dị như nào, họ ngang tàn và lì lợm ra làm sao để có thể đứng được trên đỉnh cao như vậy. Tất cả sẽ có vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Biết được cuộc đời lang bạt của Steve Jobs, ông luôn đau đáu trong người một câu hỏi rằng mình là ai, mình đến từ đâu, bố mẹ mình là người như thế nào. Và đó cũng chính là lý do ông đến Ấn Độ để tìm một người có thể trả lời cho ông những câu hỏi đó. Sau lần đi Ấn Độ thì cả công ty đã mừng như vỡ được vàng khi vẫn thấy Steve Jobs quay trở lại làm việc. Lần trở lại này, Steve Jobs đi chân trần, mặc áo choàng màu vàng nghệ, cầm theo một bản sao của cuốn Be Here Now và khăng khăng bắt các nhân viên của công ty phải đọc nó. Thế nhưng ở trong số trước, có lẽ anh em cũng đã biết người của Steve Jobs vui như nào. Ông ấy luôn cho rằng với chế độ ăn chay của mình thì tuần tắm một lần là quá đủ rồi. Thế nên chẳng ai muốn đứng gần ông ấy nữa cả. Mọi người vẫn duy trì cái lịch sinh hoạt như bình thường. Đó là cả công ty đi làm ban ngày, còn riêng một mình Steve Jobs thì ông ấy phải làm ca đêm. Lần trở lại này thì Steve Jobs được công ty giao cho nhiệm vụ đó là phải tìm cách cải tiến trò chơi. Ngày xưa trò chơi của công ty thì phải đủ điều kiện, đó là hai người cùng rảnh này, hai người cùng thích này, hai người phải ở cạnh nhau ngồi chơi với nhau thì mới được. Thế nhưng dần dần con người càng ngày càng ít thời gian rảnh, thế nên tìm được cạ như vậy rất khó. Cần phải nghĩ ra một cái máy để một người cũng có thể chơi game được, không phải phụ thuộc vào bất cứ ai cả. Chính vì thế mà Steve Jobs đã được giao một nhiệm vụ cực kỳ khoai. Và thế là ông đã gọi ngay cho người bạn nối khố của mình là Wozniak tham gia. Bởi Wozniak tối nào cũng sang nhà Steve Jobs chơi trò này. Thế nên cái giống nghiện rủ vào làm thì nó dễ vô cùng kể luôn. Steve Jobs là trưởng nhóm và ông giao việc rất hoành tráng rằng tôi cần hoàn thành cái máy này trong 4 ngày với số chip nhỏ hơn 50. Tiền thì anh em mỗi thằng một nửa. Wozniak nghe xong đề bài thì ông ấy sởn hết cả da gà bởi thời gian nó gấp rút quá. Bình thường người ta phải làm mất mấy tháng, đây chỉ giao cho có 4 ngày để sản xuất ra một cái máy chơi điện tử. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, nhưng Steve Jobs ông ấy luôn tin một niềm tin mãnh liệt rằng là ông ấy có thể hoàn thành được việc đó trong vòng có 4 ngày và ông có thể lây lan được niềm tin đó sang cho người bạn của mình. Ông tin rằng 4 ngày là xong việc đó rồi, bởi đến ngày thứ 5 ông còn phải đi hái táo ở nông trại mà ông hay đến để thiền. Thế nên ông đã báo với Wozniak rằng chỉ có 4 ngày để cậu hoàn thành chiếc máy này thôi. Wozniak thì tin người, cứ nghĩ là việc này gấp lắm nên đã cắm đầu cắm cổ thức trắng 4 đêm để làm và cuối cùng đã hoàn thành cái máy chỉ với 45 con chip. Và cũng kể từ đó thì Steve Jobs đã học được một cái tính rất hay của sếp mình, đó là đức tính không bao giờ làm nô lệ của từ không. Cái gì cũng có giải pháp của nó hết, quan trọng là mình có tin rằng mình sẽ làm được hay không mà thôi. Vào tháng 1 năm 1975, cái máy tính đầu tiên ở trên thế giới đã được ra đời và nó trở thành tâm điểm của giới công nghệ nước Mỹ. Bill Gates và cậu bạn thân Phil Allen cũng bắt đầu nhảy vào khám phá bộ máy này. Cùng với đó thì Steve Jobs và Wozniak cũng dấn thân vào đây. Máy tính thời đó tất nhiên nó vô cùng thô sơ, thế nhưng mà Wozniak như đã giới thiệu thì ông ta là một kỹ sư bậc thầy, gia đình có 3 đời làm về điện tử rồi, thế nên ông đã cải tiến cho nó dễ dùng hơn rất nhiều. Ngày 29 tháng 6 năm 1975, tức là chỉ sau khi chiếc máy tính đầu tiên ra đời có 7 tháng, thì ông ấy đã sáng tạo ra việc đó là bất kỳ ai gõ một ký tự ở trên bàn phím thì sẽ thấy nó hiện ra ngay lên trên màn hình. Một công cụ mà thời nay mọi người sẽ nghĩ nó vô cùng bình thường, thế nhưng hồi đó là năm 1975, Việt Nam mình mới giải phóng được có 2 tháng mà thôi, TV còn chưa có để dùng mà bọn Mỹ chúng nó đã nghĩ ra được những công nghệ như thế rồi, thì có thể hiểu được công nghệ của nước nó đi trước mình như thế nào. Wozniak thì muốn mang cái phát minh đó của mình chia sẻ miễn phí cho câu lạc bộ máy tính để mọi người cùng dùng. Thế nhưng ngay lập tức thì ông đã bị Steve Jobs phản đối. Steve Jobs muốn phải kiếm được tiền từ nó. Ông gạ Wozniak mở công ty và thuyết phục người bạn của mình rằng bạn sợ à bạn ơi, ngay cả khi chúng ta trắng tay thì chúng ta cũng sẽ có một công ty cơ mà. Wozniak nghe thế thế thì ông gật đầu đồng ý luôn, vì sau cái vụ bán máy Blue Box và các cái thương vụ lặt vặt khác, ông thừa hiểu rằng Steve Jobs là người có khả năng kinh doanh, đàm phán và thương lượng tốt đi nào. Hai người cùng bán hết của cải của mình đi để lấy vốn. Wozniak thì bán cái máy tính HP để đổi lấy $500. Steve Jobs thì bán chiếc xe Volkswagen với giá là $1,500.
Thế là hai ông cầm tiền đi thành lập công ty riêng của mình. Và cái đầu tiên cũng là cái khó nhất khi thành lập công ty, đó là cái phần đặt tên. Phải đặt tên sao cho hay, cho dễ nhớ, cho người dùng người ta nghe, người ta phải thấy độ chất, độ tinh tế ngay từ cái tên. Steve Jobs đã nghĩ ra đủ các kiểu, nào là mấy cái tên như Matrix, dịch ra tiếng Việt là công ty ma trận. Nghe cũng ra giống cái màu lập trình của công nghệ đấy, thế nhưng mà nó chưa hay lắm. Hay là chả nhẽ đặt công ty của mình là công ty máy tính cá nhân, tên tiếng Anh là Personal Computer. Vậy thì nghe cũng hơi quê và hơi xuôi thịt. Nghĩ một hồi thì Steve Jobs đã đề xuất cái tên Apple Computer. Lý do rất đơn giản, đó là bởi ông vừa trở về từ trang trại táo, nơi mà ông vẫn thường xuyên đến đó để thiền. Và táo là một thứ quả không thể thiếu trong chế độ ăn chay của ông. Đặc biệt nhất thì theo như hệ thống sắp xếp chữ cái ABC thì cái tên Apple nó đứng đầu ở trong bảng tìm kiếm. Và rồi thì nghĩ mãi chẳng có cái tên nào hay hơn cái tên Apple Computer. Thế nên cái tên Apple đã được ra đời từ đó. Lý do xuất phát điểm của cái tên Apple nó đơn giản chỉ có mỗi vậy mà thôi. Thế nhưng mà rồi sau này khi càng đưa nó vào thực tiễn thì nó lại càng đúng với triết lý của Steve Jobs muốn xây dựng cho công ty mình. Một cái tên cho thấy được sự đơn giản đến cùng cực. Hơn nữa thì cái từ Apple và từ Computer đặt cạnh nhau nó chẳng có liên quan gì đến nhau cả. Thậm chí nó còn đối lập nhau, thế nên lại càng làm cho người ta cảm thấy tò mò hơn. Và khi mọi người càng tò mò thì cái tên Apple Computer lại càng được hằn sâu vào trong não của người dùng. Quả táo là một thứ cực kỳ đơn giản, từ xưa đến nay nó được xuất hiện trong rất nhiều những câu chuyện. Nào là mụ phù thủy đầu độc nàng Bạch Tuyết bằng quả táo, rồi thì Newton phát minh ra định luật hấp dẫn cũng là do táo rụng vào đầu. Quả táo là một thứ rất gần gũi với mọi người, trong khi đó computer tức là máy tính thì nó lại là một thứ lạ hoắc. Một cái mới lạ đặt cạnh một cái gần gũi và nó đã tạo ra sự tương phản quá lớn khiến cho người dùng phải ấn tượng đến nó. Steve Jobs là thế, ông đã ngầm truyền tải một thông điệp rằng ông luôn muốn biến những cái phức tạp thành đơn giản. Có được cái tên hay rồi, thế nhưng cái khốn nạn của Steve Jobs bây giờ là làm thế nào để lôi kéo được Wozniak về bán máu cùng với mình, chứ không thể để nhà bác học đó cắm mặt suốt ngày ở công ty máy tính HP được. Chính vì thế nên Steve Jobs đã kéo thêm một người nữa ở công ty cũ về làm cổ đông nhỏ, và hai người này cùng nhau thuyết phục Wozniak đánh vào cái nhu cầu cao nhất ở trong tháp Maslow, đó là nhu cầu thể hiện. Hai người cùng nói với Wozniak rằng những kỹ sư đẳng cấp chỉ được nhớ đến khi anh ta hợp tác với một nhà tiếp thị tuyệt vời mà thôi. Chính vì thế nên anh Wozniak à, anh biết anh phải chọn HP hay Apple rồi đó. Wozniak rất phân vân về điều này. Ông ấy không muốn mất đi sự ổn định của mình ở bên HP và cũng không muốn dứt áo ra đi một cách phũ phàng như vậy với công ty. Chính vì thế nên ông đã mang cái bảng thiết kế của mình lên công ty HP để cho họ duyệt đi mà làm mà kiếm tiền. Thế nhưng bên công ty HP họ lại không muốn phát triển nó, bởi họ cho rằng nó không phù hợp với phân khúc thị trường cấp cao của công ty. Chính vì thế mà Wozniak đã có thể chọn Apple mà không hề lăn tăn gì cả. Quay trở lại với công ty Apple ngày mới thành lập, tên thì có rồi, bây giờ là đến việc chia cổ phần sao cho xứng đáng. Họp một hồi thì họ đã đi đến quyết định Steve Jobs có 45% cổ phần, Wozniak có 45% cổ phần, cậu bạn ở công ty cũ của Steve Jobs được 10% cổ phần. Chia con số đó nhìn cho oai vậy thôi, chứ còn ngày đó công ty Apple nghèo đến nỗi bất kỳ một chi phí nào chỉ cần lớn hơn $100 là phải họp để lấy phiếu biểu quyết. Đó là về mặt tài chính. Còn về mặt công việc thì Wozniak chịu trách nhiệm chính về phần kỹ thuật điện tử, Steve Jobs chịu trách nhiệm chính về phần marketing, cậu bạn cũ kia thì chịu trách nhiệm về tài liệu sổ sách. Mọi thứ tưởng chừng như thế là êm xuôi, cứ vậy băng băng mà chạy. Thế nhưng không phải, mới thành lập công ty được 11 ngày thì đã bắt đầu có chuyện. Đó là ông bạn cũ Steve Jobs muốn rút cổ phần, không muốn làm chung nữa vì chưa sẵn sàng cho cuộc hành trình này. Chính vì thế mà ông đã rút 10% cổ phần của mình ra và lấy tiền mặt về để xài. Một số tiền mà nếu như đến năm 2024 này ông mới rút ra thì nó đã lên tới $300 tỷ rồi, giàu hơn bất cứ một tỷ phú nào ở trên thế giới. Thế nhưng tất nhiên, đó chỉ là bài toán tính cua trong lỗ mà thôi. Cậu bạn của Steve Jobs thừa hiểu điều đấy. Ông ấy không hề hối tiếc về việc rút lui khỏi Apple gì cả, bởi ông ấy biết rằng mình không đủ nhiệt để chạy theo hai cái đầu có sạn kia. Cậu bạn này rút lui thì cũng chẳng ảnh hưởng lắm đến hoạt động của công ty, trừ khi là có xung đột xảy ra thì không biết là ai sẽ đứng giữa để giảng hòa mà thôi. Vì hai ông còn lại, ông nào cũng nắm số cổ phần bằng nhau. Thế nhưng rất may là điều đó đã không xảy ra trong giai đoạn đầu khởi nghiệp. Steve Jobs và Wozniak chính là những mảnh ghép còn thiếu của nhau, thế nên họ là một cặp đôi vô cùng ăn ý. Những người làm chung với họ đã ví von rằng Steve Jobs như bị điều khiển bởi ma quỷ, còn Wozniak thì ngây ngô như bị các thiên thần đùa giỡn.
Steve Jobs đã vô cùng kinh ngạc bởi cái kỹ thuật điêu luyện của Wozniak, còn Wozniak lại kinh ngạc trước cái khả năng kinh doanh của Steve Jobs. Steve Jobs với vẻ ngoài bạo dạn luôn giúp ông làm được điều mình muốn, ông lôi cuốn, thậm chí là mê hoặc nhưng cũng rất lạnh lùng và tàn bạo. Còn Wozniak thì ngược lại, nhút nhát và khả năng giao tiếp hạn chế khiến cho anh ta luôn có vẻ ngọt ngào một cách vô cùng trẻ con. Wozniak thì không bao giờ muốn chèn ép người khác, nhưng Steve Jobs lại có khả năng triệu tập tất cả những người mà ông ấy không biết và bắt họ làm việc theo ý của mình. Chính vì sự bù trừ cho nhau đó, thế nên cả hai đã có đơn hàng đầu tiên ngay sau bài thuyết trình về chiếc máy tính Apple 1. Khách đặt có 50 chiếc mà thôi, thế nhưng Steve Jobs đã phải huy động hết tất cả bạn bè, người thân, kể cả đang chửa đi nữa, cũng bắt vào gara ô tô của mình để phụ việc. Làm hì hục một tháng trời mới xong được 50 chiếc máy tính. Thế nhưng dù sao thì ngày đó họ bán giá toàn lãi một gấp đôi, thế nên cũng chẳng ai thấy mệt mấy trừ ông bạn Wozniak. Ông bạn này đúng kiểu ngây ngô như bị các thiên thần đùa giỡn vậy. Ông ấy chỉ muốn bán chiếc máy tính với giá thật rẻ thôi, đủ để bù đắp được chi phí, thế là ổn lắm rồi. Thế nhưng Steve Jobs lại không thích điều đó. Với Steve Jobs thì phải bán với giá cao nhất có thể cơ. Chính vì thế mà hai người cứ mâu thuẫn nhau một cách ầm ĩ. Đây có lẽ cũng chính là cái mâu thuẫn chung mà bất cứ công ty hay một gia đình nào cũng đều đang gặp phải. Bên ngoài thì mình tưởng rằng họ thân nhau lắm, họ hiểu nhau lắm, nhưng thực ra chẳng ai biết được bên trong họ đang rối bời như thế nào. Đó là mâu thuẫn giữa tư duy của quan văn và quan võ. Một quan võ như Wozniak thì ông luôn đề cao giá trị của các kỹ sư hơn là giá trị của các doanh nhân, giá trị của các nhà tiếp thị. Ông luôn cho rằng Steve Jobs chả làm được cái gì cho công ty cả. Suốt ngày chỉ thấy đi kêu gọi vốn, rồi thì lên chương trình ra mắt sản phẩm làm sao cho hoành tráng. Steve Jobs đã từng phải bật khóc khi nghe người đồng hành của mình nói rằng anh chả làm một tí nào cả Steve Jobs ạ, anh không hề xứng đáng với số cổ phần mà anh đang có. Thế nhưng mãi sau này, khi hiểu ra được sản phẩm chỉ là một trong 4 yếu tố của mô hình marketing 4P, thì Wozniak đã cảm ơn những giá trị mà Steve Jobs mang lại cho ông. Ông cho rằng nếu như không có Steve Jobs thì các thiết kế của tôi cũng sẽ chỉ làm ra rồi để đấy, mang đi chia sẻ miễn phí tại các cuộc họp của câu lạc bộ máy tính mà thôi, chứ chẳng thể nào ra tiền được. Ngày đó thì Steve Jobs đã phải mửa mật đi kêu gọi tiền để đầu tư cho dự án máy tính Apple 2. Apple 2 là một dự án mà ông rất tự tin rằng nó sẽ thành công, bởi ngày đó ông hiểu rằng khi mà ông tăng được cái tính tiện ích cho người dùng thì chắc chắn họ sẽ phải mua hàng của ông. Khách hàng khi mua máy tính đời thứ hai này sẽ không còn phải mang về nhà tự lắp từng bộ phận nữa, mà sẽ là một chiếc máy tính được lắp sẵn luôn rồi, chỉ việc mang về mà dùng thôi. Một ý tưởng chỉ cần nghe qua ai cũng thấy nó hấp dẫn rồi. Thế nhưng khi Steve Jobs đi gọi vốn thì ai cũng lắc đầu vì tóc ông dài và người ông hôi quá, không thể nào kiên nhẫn để ngồi nói chuyện cùng ông được. Đó là những khó khăn từ bên ngoài. Thế nhưng ngay từ bên trong công ty, người bạn được cho là thân, là mảnh ghép của mình cũng đang có mâu thuẫn trong việc thiết kế sản phẩm với Steve Jobs. Một câu chuyện mà ai đã từng làm kinh doanh rồi thì có lẽ mọi người sẽ thấy rất rõ hình ảnh của mình ở trong đó. Nó không có đúng, nó không có sai, mà đơn giản nó chỉ là khác nhau về hệ quy chiếu mà thôi. Steve Jobs thì muốn cái máy tính Apple 2 này chỉ có hai khe cắm thật đơn giản, thật gọn gàng. Một là khe cắm cho máy in, một là khe cắm cho modem. Thế nhưng Wozniak thì ông lại không chấp nhận ý tưởng đó. Ông cho rằng những người đam mê máy tính, họ thích được tùy chỉnh, được sửa đổi, được cài cắm rất nhiều các thiết bị khác nhau vào máy của mình. Chính vì thế mà ông muốn chiếc Apple 2 phải có 8 khe cắm để người dùng có thể cắm bất cứ thứ gì có thể. Còn nếu như Steve Jobs muốn làm máy tính chỉ có 2 khe cắm mà thôi thì Steve Jobs tự đi mà làm, ông ấy không can thiệp nữa. Thực sự là quá khó khi trong đội luôn có những mâu thuẫn như này. Vậy Steve Jobs đã giải quyết những mâu thuẫn kiểu này như nào? Tất cả sẽ có vào trong số sau trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Còn bây giờ, nếu như sếp có nhu cầu mua TV thì có thể tham khảo website bên em là prbs.vn và nhớ đọc phát Tuấn Tiền Tỷ để nhận phần quà trị giá 150k tới em đó nha sếp ơi!